clip này mình gửi cho anh khách anh coi nha. Anh xem giùm nha. Đây là hai bộ trong trong mấy bộ mình mới về. Cái này thì anh có nguồn rồi. Cái này là 24V nha. Có thể chạy là ắc quy hoặc là pin nha. Hoặc là nguồn tổ ong ha, tùy khách cần. Nhưng mà anh khách là làm cửa tự động nha. Thì ở đây thì mình làm hai cái bo điều khiển nha. Nhưng mà hiện tại đang chỉnh độc lập, anh có thể ráp lại nha để chỉnh cùng một tốc độ trên một cái biến trở nha. Đó. Thì hiện tại anh này không cần tay ga hay chân ga các bạn. Ủa? À ok. Ok anh xem nha. Motor 200W 24V, hàng của Hàn Quốc, qua giảm tốc. Tỷ lệ á, có một anh khách hỏi tối đa là khoảng bao nhiêu vòng. Để mình thử mình đoán ra được bao nhiêu vòng nha, cho anh khách. Tại vì anh cần cái thông số này. Ở đây các bạn. Ồ, tương đối cao các bạn ơi. Mình hết đếm nổi luôn. Định lấy cái dấu đếm nhưng mà này cái trắng nè các bạn. 1 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn thấy là một giây nó cỡ khoảng 2 tới 3 vòng không? Như vậy cái này khoảng 200 vòng đổ lại nha. 200 vòng đổ lại. Thì cái này thì các bạn chế xe thì tốc độ cũng tối tốt nha. Ok mình báo giá nha, một bộ như vậy là có là 1.400.000 bao ship. Nếu mà thêm cái tay ga hoặc chân ga thì thêm 100k nha. Thêm tay ga hoặc chân ga là thêm 100k. Hiện tại thì có một đơn lẻ là có một cái chân ga của anh khách nha. Cái này mình ráp sao. Còn hiện tại cái đơn một cặp này của anh khách ảnh nhờ test giùm, gửi anh coi. Đó ok. Cái IC thì mình đã mod về 24V ha. Các bạn anh cứ xài ok thoải mái nha. Và công suất cái IC này thì nó sẽ dư tải cho con này 250W nha. Còn motor chỉ có 200W thôi. À cái này 350W chứ. Ok.